Cuộc đời thật lắm éo le, cớ sao mình lại cute thế này? Cảnh báo cho 500 anh em biết trước nhé, video ngày hôm nay sẽ ngập tràn sự đáng yêu đó. Đây này. Đây nữa. Và chắc chắn bạn sẽ giải được hết câu đố trước. Hay ba cái hột, cùng tới câu 1 nào. Đây là nhân vật nào đang nhảy nhót nhỉ? Mình thích ăn kim chi vì mình mê Oggy. Chính xác là cậu ấy rồi. Câu 2 dành cho bạn nào rất rất yêu bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá nữ nhé. Đây là một thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Bạn đoán là ai nhỉ? Bingo! Bạn thực sự là một fan lớn đấy. Đây là Thanh Nhã, cầu thủ mang số 19, tiền đạo của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Chị ấy là một trong những thành viên cực kỳ xuất sắc với đôi chân thần tốc đã đem lại bàn thắng đẹp như lá mùa thu rơi này đây. Với cái tinh thần hừng hực khí thế đó của người Việt Nam, nhanh chí gửi tặng bạn hai điệu nhảy Happy Beer and Thỏ Trắng. Bạn thích điệu nhảy nào hơn? Hoan hô, lựa chọn của bạn sẽ được ghi tên trên kênh Nhanh Trí mãi mãi cho cả triệu người biết đến nếu như bạn comment lựa chọn xuống bên dưới đấy. Ồ, hình như bạn vừa bỏ lỡ điều gì đó, bỏ quên Nhanh Trí trong tim thì phải. Nào, cùng tập trung hết IQ để giải ma trận này nhé. Bạn sẽ không thể hoàn thành được câu đố này sao? No no, Nhanh Trí không tin điều đó. Đáp án chính xác là đường B này. Ok con dê, bạn đã sẵn sàng đến với câu hỏi 4-5 bức tượng giọng ca thần tượng chưa? Nghe thật kỹ nhé. Đây là giọng của ai nhỉ? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao? Danh hiệu tinh ý thuộc về bạn rồi. Đây là anh Minh Hiếu của Gãy TV. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao? Anh Hiếu ơi, vẻ bề ngoài không quan trọng, mà quan trọng là anh làm tim các fan đập loạn nhịp rồi. Chuyến tàu chở ba idol của chúng mình tới rồi đây. Fan cứng lâu năm cũng chưa chắc biết điều này. Trong ba anh, ai lớn tuổi nhất? Người ấy chính là anh Lâm Vlog. Năm nay anh Lâm ngót nghét 33 nổi bánh chưng. Cụ thể là idol của chúng ta sinh ngày 22 tháng 2 năm 1990 cùng Bảo Bình đó. Trong khi đó anh Huy idol chỉ 32 tuổi và anh Hiếu chỉ 25 tuổi thôi. Nếu bạn là fan của anh Lâm, comment anh Lâm mãi keo. Fan của anh Oppa Huy thì comment Oppa Huy mắt mòi. Còn anh Hiếu thì có thể thoải mái đặt biệt danh nha. Tuy bây giờ không phải là thứ 7 nhưng là câu đố số 7 nhé. Ai đang nhảy nhót vui vẻ như vậy nhỉ? Chúc mừng bạn nào đoán ra trước tiên, đó là TV Woman. Ây gu, không uổng công xem Skibidi 7749 lần, nhìn cái là biết ngay. Có một chút cảnh báo nhẹ cho câu hỏi tiếp theo. Bạn nào mà mắt kém thì nhớ hãy đeo thêm một chiếc kính vào nhé, vì chỉ như vậy mới nhìn ra camera Woman nào khác biệt nhất thôi. Nếu bạn nghĩ là ở đây, chính xác đến từng mm, tại sao bạn lại tinh mắt đến như thế chứ nhỉ? Hí, mình đã được cô giáo tuyên dương trước lớp chỉ với 5 giây giải câu đố này thôi. Trong 4 bàn tay này, bàn tay nào khác biệt nhất nhỉ? Khác biệt nhất là tay B nha, bởi vì ACD đều dùng tay phải, ở mỗi bàn tay B là tay trái thôi. Để biết được điều này, hãy nhìn vào ngón tay cái và thử áp dụng luôn 4 kiểu tay là biết liền à. Hí, các bạn thông minh cứ như vốn sẵn tính trời vậy, gì cái gì cũng biết,
Vậy thêm một câu nữa, ai đoán trúng thì xứng đáng có 10 người yêu nhé. Nhân vật nào đang nhảy nhót ở đây nhỉ? Ca sĩ bất đắc dĩ Hatsune Miku, ca sĩ ảo đình đám trên thế giới đó. Từ ngoại hình đến thần thái đều rất chi là nổi bật luôn. Tuy nàng ca sĩ này sinh ra từ công nghệ AI nhưng nhìn cứ bị mới mê ý. Có bạn nào thấy vậy giống Nhanh Trí không nhỉ? Đừng để Nhanh Trí cô đơn nha, thả một like liền đi nào. Cần tập trung một chút nhé, vì nếu như không tập trung, bạn không nghĩ ra đây là nhân vật nào đâu. Trời ơi trời, nhìn xa cứ tưởng là MA, nhìn gần mới biết là người ngoài hành tinh sổ lồng. Hello. Ai đó trả lại đĩa bay cho mấy em này, về lại hành tinh của mình đi. Oh, chưa gì đã nhảy nhót vào đám mây rồi sao? Đám mây nào đang chứa đựng UFO vậy? À ha, 5 giây thôi, mình đã nhìn ra à, ở đám mây thứ hai này. Ai đúng thì like, mà ai sai thì sang câu sau liền nhé. Ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Ai, ai mà cất lên tiếng nói chất như nước cất vậy nhỉ? Ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Một câu duy nhất một câu, chính là báo thủ nhà S Channel, anh Duy Thẩm. Ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Chỉ với một câu nói mà lên video triệu view dần dần, rồi chính khổ chủ phải tâm sự rằng không hiểu sao một câu nói mà lên viral đến như thế. Nhanh Trí chỉ biết ước thôi anh Duy ơi. Còn đây là ai ý nhỉ? Gợi ý cho các bạn nhé, đây là một người đồng nghiệp vô cùng quen thuộc của anh Duy Thẩm nha. Ba la mở ra nào. Thì ra đây là chị Đặng Thu Hà S Channel. Cú tè hụt me quá đấy. Ai muốn tham gia hội những người mét năm như team chị Hà thì vô comment team mét năm mãi đỉnh liền nha. Hey, bữa tiệc âm nhạc vẫn còn đó. Điều thú vị còn nhiều ở phía sau. Đừng vội rời đi, nếu không bạn sẽ bị tiếc hủi hụi đó. Nhạc lên rồi, chúng mình cùng đoán xem đây là nhân vật nào. Sao mà không nhìn ra cho được? Doraemon, dù bạn có nhảy với hình dạng nào, điệu nhảy nào thì chúng tôi cũng nhận ra thôi. Câu hỏi tiếp theo ngập tràn sự cute. Ai muốn ăn phô mai que thì xin vía liền nè. Thật là xuất sắc luôn. Ai rồi cũng phải bắt trend thôi. Và Tom, cậu ấy cũng không ngoại lệ. Mình biết rõ điều này. Các bạn có thể dành cả thanh xuân để xem Tom và Jerry rồi. Nhưng có một nhân vật siêu bí ẩn và không bao giờ lộ mặt ngay trong phim này. Bạn có muốn biết đó là ai không? Bà chủ của Tom và Jerry, chó ngao Spike hay mèo Butch nhỉ? Chắc chắn 99,9% fan mong mỏi điều này, đó là bà chủ của Tom và Jerry, người phụ nữ bí ẩn nhất hành tinh. Sau bao nhiêu năm bị tác giả phong ấn, nhan sắc của bà đã lộ diện chỉ trong thoáng chốc thôi. To đó, bữa giờ chỉ thấy đôi bàn chân quen thuộc, giờ mới được nhìn thấy tận mắt bắt tận tay. Bà hóa ra cũng có hình dáng hẳn hoi đấy chứ. Đấy thế mà ngày xưa mình cứ tưởng tivi nhà mình bé quá, không hiện hết người của nhân vật, cứ đòi mẹ mua cái tivi to đùng hơn để xem cho rõ cơ. Ôi, đúng là một thời cháu trẻ ngây thơ mà. Bạn nào vừa nói dần trời top top mà không biết trend này thì Nhanh Trí phạt bằng một cái hôn nha. Dễ ợt luôn, đây là cảm thấy nhớ em. Cũng giống như Nhanh Trí đang cảm thấy nhớ fan vậy.
Hình như là anh bị cảm rồi. Ừ, anh sao vậy? Có làm sao không anh? Cảm thấy nhớ em không? Anh... Kế đến là một câu hỏi khó hơn một chút đấy. Hai nhân vật nào đang thay phiên nhau nhảy nhót đấy nhỉ? Không phải một mà là tận hai luôn. Bất ngờ chưa? Chiến thần Tóc Tóc gọi tên chị Đào Lê Phương Hoa và chị Trà Đặng. Fan nhanh trí thật là đỉnh của chóp. Ồ, nghe nói hai chị đẹp rất thích ăn bánh, nhưng ai đó lại tính tròn dấu bánh của hai chị đi rồi. Fan lại phải ra tay tìm cho ra mới được. Không vượt qua đời không nể, chiếc bánh trong cốc thứ 3 đúng không chị Edith ấy? Ừ, em 10 điểm không có nhưng. Kế đến, đây là nhân vật nào? Chà, ninja rùa, ghé chơi nhà mình nè các bạn ơi. Ôi, nghe danh đã lâu, bữa nay mới được gặp mặt. Nhanh Trí thì chưa bao giờ xem phim này, nhưng các bạn xung quanh Nhanh Trí nói rằng phim này hay lắm ý. Bạn nào tốt bụng thì review giúp Nhanh Trí nghe với. Bữa tiệc âm nhạc cà hẩy tiếp tục nào. Đây là nhân vật nào đang nhảy nhót sôi động vậy? Chu phiên bản Minecraft đi like. Có một sự thú vị là có hứng tới ngay câu hỏi tiếp theo phải không nào? Nhưng hỏi rằng đây là ai? Thì chỉ có thể là bộ ba đơn giản, chúng tôi là những chú gấu mà thôi.